Sự tích ngày Tết. Ngày xưa ngày xưa, vào khi con người còn chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình, thì ở vương quốc nọ, nhà vua chợt nảy ra một ý định. Vào thời cha ông ta, khi ta còn nhỏ thì đất nước loạn lạc chiến tranh liên miên. Đến nay, hòa bình yên ổn, thì những người đi trước đều đã không còn để mà chứng kiến. Điều đó thật là thiệt thòi. Muôn tàu đức vua, đó cũng là quy luật của cuộc sống, e là khó có thể thay đổi. Thời gian thấm thoát cũng không biết đã bao lâu. À, đúng rồi, vào lúc đất nước yên bình như bây giờ cũng chính là lúc ta nên dành thời gian để tìm cho được người già nhất trong vương quốc để ban thưởng. Đó cũng coi như là một cách cảm ơn những người đi trước và nghe họ kể lại những tháng năm trong đời mình. Đó quả là một ý kiến tuyệt vời, thưa đức vua. Ban lệnh của ta, phái đoàn sứ giả lên đường đi tìm người già nhất về đây. Tuân lệnh. Hãy dùng pháp ấn đến tìm vị thần sông Diệu Linh. Vì đấy chính là con sông huyết mạch của vương quốc ta. Thần sông ở đó chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện trong vương quốc, cũng như biết được ai là người già nhất. Tuân lệnh đức vua. Kính thưa thần sông Diệu Linh cao cả, được lệnh của đức vua, hạ thần đến xin diện kiến người. Có chuyện gì mà tìm đến ta? Dạ, muôn tâu thần sông, xét này vương quốc an bình đầm ấm. Đức vua muốn ban thưởng cho người già nhất vương quốc, nên sai hạ quan đến để hỏi người về người già nhất vương quốc để triệu hồi về cung ạ. Người già nhất vương quốc ư? Ta ở đây cai quản dòng sông này đã lâu, nhưng chưa bằng mẹ của ta. Có khi ngươi hãy tìm gặp mẹ biển cả của ta đi. Bà sẽ biết nhiều chuyện trên đời hơn ta. Hãy cầm cây trăm bạc này của ta ra biển cả. Lúc ấy, mẹ ta sẽ xuất hiện. Đa tạ thần sông. Kính thưa thần biển vĩ đại, hạ quan được lời chỉ bảo của thần sông Diệu Linh tới tìm người ạ. Có chuyện gì vậy? Thưa thần biển vĩ đại, đức vua có ban lệnh cho hạ thần đi tìm trong vương quốc người già nhất về để ban thưởng. Sau khi thần đến tìm thần sông, thì hạ thần được thần sông chỉ cho đến đây tìm người để có được câu trả lời ạ. Thật ra ta ở ngoài biển cả vốn xa xôi hơn với loài người. Vậy nên, ngươi hãy đến gặp thần núi đi. Thần núi sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già rồi. Chắc chắn thần núi sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho ngươi. Hãy đến đỉnh núi cao nhất trong dãy phía Tây và dùng viên ngọc trai này của ta cất tiếng gọi thì thần núi sẽ xuất hiện. Dạ, đa tạ thần biển. Chắc lần này thần núi sẽ giúp ta tìm được người già nhất của vương quốc thôi. Đúng là ta đã sống ở trên đời này rất lâu, nhưng từ khi ta mới sinh ra, ta đã phải nhắm mắt vì ánh nắng của thần mặt trời. Ngươi hãy đến tìm thần mặt trời đi, vì thần mặt trời có trước cả ta. Gặp thần mặt trời ư? Nhưng làm sao có thể đến được chỗ thần mặt trời bây giờ đây? Đúng là có một vấn đề. Vốn dĩ thần mặt trời không như những vị thần khác. Nơi ở của thần mặt trời con người khó có thể đến tìm được. Nhưng xét cho cùng, thế giới các vị thần và thế giới loài người vốn khác nhau. Nếu các người muốn tìm người già nhất thì hãy tìm trong cõi người, chứ các vị thần cũng không nên can thiệp vào những điều như vậy. Ta e rằng ta chỉ có thể giúp người lời khuyên như vậy. Dạ, đa tạ thần núi. Vậy là nhiệm vụ lần này đức vua giao phó mình đã chẳng thể hoàn thành. Ủa? Con chào cụ. Kìa cụ, cụ có nỗi buồn gì sao? Sao cụ lại ngồi đây thế này?
Không có gì đâu chú. Tôi đến đây để hái hoa đào. Thuở trước, đứa con trai duy nhất của tôi đi lính khi cây đào này đang nở hoa. Đến nay, đã không biết là lần ra hoa thứ bao nhiêu rồi, mà con tôi vẫn chưa về. Thế nên mỗi lần cây đào nở hoa, tôi lại ra đây hái một bông để nhớ đến con trai của tôi. Mỗi lần cây đào nở hoa. Cụ à, con trai cụ dù không trở về bên cạnh cụ, nhưng chắc chắn sẽ còn những người con khác chăm lo, phụng dưỡng cho cụ khi tuổi về già thế này. Muôn tâu đức vua, hạ thần phụng thánh chỉ người đi tìm người già nhất vương quốc. Đầu tiên thần đã đi tìm thần sông. Vậy là vẫn chưa tìm được người già nhất vương quốc ư? Nhưng muôn tâu đức vua, trên đường trở về kinh thành, thần đã gặp một người. Là ai? Cụ già này là ai đây? Muôn tâu đức vua, hạ quan gặp bà cụ này bên một gốc đào đang nở hoa. Mỗi lần hoa đào nở. Thưa cụ, đứa con trai duy nhất của cụ đã chiến đấu vì vương quốc này, vì sự hòa bình ngày hôm nay mà đắc tội để cụ phải ngóng chờ đã không biết bao lần hoa đào nở. Thân là quốc vương nơi đây, trẫm nghe qua cũng thật đau lòng. Nhưng cụ yên tâm, từ giờ trở đi, trẫm cũng như những thần dân đang hướng sự hòa bình trong vương quốc này không bao giờ quên những người mẹ như cụ đâu. Đức vua anh minh, đó cũng chính là tâm ý của thần. Sau khi lắng nghe câu chuyện của bà cụ hái đào, đức vua anh minh đã nghĩ ra cách tính tuổi con người. Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính một tuổi. Về sau, thần dân cũng mới biết cứ 12 lần trăng tròn rồi khuyết, hoa đào mới nở một lần. Các quan trong triều nghe rõ đây. Từ giờ trở đi, mỗi lần hoa đào nở trong vương quốc sẽ mở hội 3 ngày 3 đêm. Và mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ được tính thêm một tuổi. Còn về bà cụ hái hoa đào, cũng như những người mẹ không thể gặp lại con mình sau chinh chiến, cũng được đức vua ban cho cuộc sống sung túc, sung vầy. Cũng từ đấy về sau, lễ hội hoa đào trong vương quốc được người ta gọi là ngày Tết. Ngày mà gia đình sẽ quây quần bên nhau để bày tỏ sự biết ơn với người lớn tuổi. Và phong tục ấy còn truyền mãi đến bây giờ. Viên quan và con quỷ. Xưa kia, tại một ngôi làng cổ kính yên bình nọ, những người lớn tuổi trong làng thường kể cho con cháu nghe câu chuyện về loài quỷ ở bên kia ngọn núi. Từ thuở xưa rất xưa, vùng đất này đã có loài quỷ sinh sống. Lũ quỷ rất xấu xa, tổ tiên của chúng ta đã nhiều lần giao tranh với chúng. Cuối cùng, hai bên đã lập ra một giao ước chia đôi vùng đất này. Ngọn núi phía đông chính là ranh giới. Giao ước đó được giữ gìn cho tới ngày nay. Dù lũ quỷ chưa một lần bén mảng tới đây, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác. Đêm cuối đông mà vẫn còn lạnh quá. Đây chẳng phải là máu sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ, đúng là quỷ rồi. Người nói rằng mình đã thấy quỷ sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy một con quỷ có cặp sừng dài. Trên tay nó đang ôm theo một người đang chảy máu. Giao ước giữa chúng ta và loài quỷ bao nhiêu năm nay vẫn được giữ gìn. Sao tự nhiên chúng lại vi phạm? Tin tức về loài quỷ phá bỏ giao ước khiến dân làng vô cùng hoảng sợ. Thưa ngài, hôm qua lại có thêm nhiều trẻ em mất tích. Ở hiện trường còn lưu lại rất nhiều dấu chân to lớn ạ. Lũ quỷ thật là ngang ngược, không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại người nữa. Truyền lệnh, lập tức tập hợp những người khỏe mạnh nhất để đánh đuổi quỷ ra khỏi mảnh đất này. Trưởng quan lập nên một đội quân
tiến về bên kia ngọn núi, chuẩn bị giao chiến với lũ quỷ. Thổ quỷ vương, có người đang kéo quân đến đánh chúng ta ạ. Hả? Cái gì? Chúng dám? Lũ quỷ các ngươi vi phạm giao ước, hãm hại dân lành, hãy rời khỏi mảnh đất này ngay. Lũ người ngạo mạn, dám đem quân đến xâm lược vùng đất của chúng ta, các ngươi mới phải cút khỏi đây. Trừng trị lũ quỷ gian ác, xông lên! Xông lên! Bầy quỷ nhỉnh hơn về sức mạnh, khiến đội quân của trưởng quan thương vong khá nhiều. Cuối cùng họ đã phải rút lui. Nghe tin bại trận, nhiều gia đình lo sợ lũ quỷ sẽ kéo đến nên đã lựa chọn ra đi. Ngôi làng ngày càng trở nên tiêu điều. Trưởng quan bèn hạ lệnh cho mời các thầy pháp tài giỏi nhất, nhưng không ai chiến thắng được lũ quỷ cho đến một ngày. Tôi là thầy pháp Jeffia, đến từ ngôi làng cách đây 5 ngọn núi. Nghe nói làng này đang có quỷ hoành hành nên xin được giúp một tay. Nhưng ngươi định làm bằng cách nào? Tôi sẽ lập một đàn phép để gọi quỷ chúa đến. Chỉ cần chặt được sừng của nó sẽ mất mạng. Quỷ chúa không còn thì lũ quỷ còn lại sẽ tự khắc bỏ đi. À là Cabo, à là Cabi, triệu hồi quỷ chúa. Quỷ chúa hãy nạp mạng. Hoàng hô, thầy pháp thắng rồi. Hoàng hô, thầy pháp thắng rồi. Cảm ơn thầy pháp, nhưng liệu lũ quỷ có quay lại không? Nó đã bị tôi chém mất sừng, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Mọi người hãy an tâm, tôi đảm bảo từ giờ lũ quỷ sẽ không dám bén mảng đến đây nữa. Hoàng hô. Làng tôi xin tặng toàn bộ số vàng này cho thầy để bày tỏ lòng cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ mang số vàng này để phân phát cho những người nghèo. Sau ngày đó, quả nhiên lũ quỷ không còn xuất hiện, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Nè, ông Quang, mau dậy đi. Quỷ, quỷ ư? Đúng, ta là quỷ chúa đây. Quỷ chúa, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao ta có thể chết được? Ta đến để nói cho ông hiểu, đừng có việc gì cũng đổ thừa cho quỷ. Loài quỷ chúng ta không tệ như con người nghĩ đâu. Ngươi hại người không ghê tay mà còn nói là không tệ. Từ khi lập giao ước, chúng ta không làm bất cứ việc gì tổn hại đến con người. Tất cả những việc đó đều do con người bày ra. Người không thắc mắc rằng những ngôi nhà bị tấn công đều neo người và chỉ toàn phụ nữ sao? Việc này các người quá u mê nên mới bị lũ trộm cướp lừa gạt. Không biết sự thật thì đêm mai hãy tới khu rừng phía đông sẽ rõ. Cuộc nói chuyện kỳ lạ với quỷ chúa là khiến viên quan không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định nghe theo lời quỷ. Lũ dân làng ngu ngốc đã mắc mưu của chúng ta. Chỉ một vịt máu gà và một bộ đồ đông lá là đủ để chúng đổ hết tội cho lũ quỷ. Chúng ta sẽ bán bọn trẻ này làm nô lệ, lại càng được nhiều tiền. Thì ra chính bọn cướp đê tiện này đã gây ra mọi chuyện, chứ không phải quỷ nào cả. Hãy xông vào bắt hết chúng đi. Quân lính xông vào tả xung hữu đột với toán cướp. Sau cùng toán cướp đã bại trận và bị bắt trói. Sau khi biết được sự thật, dân làng đã bảo nhau bày nhiều đồ ăn và rượu ra để làng cảm ơn loài quỷ đã cho biết sự thật. Từ đó con người và loài quỷ sống thân thiện với nhau. Có hai vợ chồng nhà nghèo hiếm muộn, mãi mới sinh được một mụn con trai. Cậu bé sinh ra khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi, nhưng càng lớn càng ăn rất tợn. Nồi kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng không đủ. Hai vợ chồng cố sức làm lụng để nuôi con, nhưng nuôi không nổi. Mình à, con trai của chúng ta càng ngày càng ăn nhiều, cứ đà này thì chúng ta làm sao nuôi nổi nó đây? Xưa chúng ta cầu xin khắp nơi mới sinh được ra nó. Giờ tôi lại cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi có sức làm lụng để nuôi được nó thôi, chứ biết làm sao.
ha, tôi nhớ ra rồi. Con trai ơi, vào đây cha có điều muốn nói nè. Dạ, cha. Nhưng đường đi thì xa, chẳng biết con đi có được việc hay không, hay lại thêm họa vào người. Cha đừng có lo, con lớn rồi, giờ cũng phải làm một việc gì đó cho gia đình mình chứ. Cha mẹ thì cũng già, không thể nuôi con mãi được. Nói là làm, ngay ngày hôm sau, chàng trai xách tay nải lên đường. Chàng cứ dọc bờ biển đi lần về phương Bắc. Một hôm, đến một xứ kia. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang tắt nước biển, anh không thấy sao? Sức khỏe của anh thật là phi thường. Công việc từ nhỏ của tôi là tắt nước thuê, nên dần luyện được sức khỏe hơn người như thế. Công việc vất vả quá, hay là anh hãy đi theo tôi? Hả? Đi theo anh làm gì cơ? Tôi sang đó đòi nợ. Nhà vua nước láng giềng nợ gia đình tôi một số tiền lớn. Nếu chúng ta cùng đòi được nợ, thì tôi sẽ chia phần cho anh. Ở tôi từ bé đã chẳng có gia đình, làm thuê hết nhà nọ đến nhà kia để kiếm sống. Nghe anh rủ vậy tôi cũng thấy hấp dẫn. Chúng ta cùng đi nha. Vậy thì hãy kết nghĩa anh em với tôi đi. Được, vậy chúng ta là người một nhà. Vậy là hôm sau, chàng trai cùng người có khả năng tác biển lên đường. Họ đi 3 ngày 3 đêm thì tới một cánh rừng. Từ xa họ đã nhìn thấy một người thanh niên khác đang ngồi trên một cây lớn đã bị đổ. Ồ, anh hạ được cái cây to thế này sao? Phải rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi làm nghề đốn củi nên ngày nào cũng phải làm. Anh đốn củi thì được bao nhiêu tiền chứ? Hãy theo tôi đi đòi nợ vua nước láng giềng. Được tiền rồi chúng ta cùng nhau chia. Vua nước láng giềng vay tiền thì chắc hẳn nhiều lắm. Tôi vốn không có gia đình anh em, lang thang nay đây mai đó. Hay chúng ta kết nghĩa anh em và lên đường đi. Vậy là cả 3 người lại lên đường. Đi 10 ngày thì họ tới một cánh rừng khác. Làm sao anh có thể vác cả một túi than lớn như vậy trên lưng được nhỉ? Trời sắp tối rồi, anh có thể bán cho chúng tôi một ít than làm lửa đốt cho ấm được không? Chúng tôi muốn ngủ lại ở đây đêm nay. Ở rừng này nhiều thú dữ lắm, các anh có vẻ là người tử tế. Hãy về nhà tôi ở tạm tối nay, mai đi đâu hãy đi. Vậy có sợ làm phiền gia đình anh không? Tôi sống một mình bằng nghề đốt than, nhà nghèo chẳng có gì. Mời các anh về nghỉ tạm. Chúng tôi đang đi sang nước láng giềng đòi nợ, hay là anh đi với chúng tôi? Thế thì đi, tôi chẳng ngại gì cả. Vậy là cả 4 người bọn họ cùng kết nghĩa anh em và lên đường. Chẳng bao lâu họ đã tới kinh thành của nước láng giềng. Những người La Mặt kia, các người định đi đâu? Chúng tôi đi đòi nợ. Ngày xưa nhà vua từng vay của ông tôi một số tiền vàng và hứa sẽ trả gấp 100 lần. Chúng tôi quyết đòi hết mới về. Tưởng rằng chúng đã quên món nợ năm xưa, vậy mà giờ lại tới đòi. Ta không thể trả chúng một số tiền vàng lớn như vậy được. Hãy mở tiệc hết đãi chúng một bữa, rồi tìm cách giết chúng đi. Vâng thưa bệ hạ, cho bọn chúng ăn xong, thần sẽ mời chúng đi dạo trên con thuyền rồng để ngắm cảnh và... Ôi trời ơi, thuyền của chúng ta đang chìm dần. Có ai cứu chúng tôi với? Đừng lo, có tôi đây rồi. Tôi có khả năng tác cả biển. Có chút nước này thì đáng gì với tôi chứ. May quá, không có anh chúng ta đã chết chìm rồi.
đâu. Giết chết bọn chúng cho ta. Đừng sợ, có tụi đây rồi. Ôi, anh ấy thật tài năng. Chỉ một nhoáng mà cả cái cổ thụ đã bị đốn rạp rồi. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Thưa bệ hạ, hãy trả quách đi cho xong. Số tiền tuy cũng nhiều, nhưng đối với ngân khố quốc gia thì cũng đáng là bao. Dù không đáng là bao so với ngân khố, nhưng ta cũng tiếc. Bệ hạ đừng lo, bệ hạ hãy ra lệnh cấm dân trong vùng không ai được gánh thuê cho chúng số tiền vàng đó. Chúng sẽ không thể mang hết được về. Vậy là chúng chỉ có thể mang một phần nhỏ về thôi ạ. Đúng thế, hãy mang tiền vàng ra trả bọn chúng đi. Hả? Chúng ta làm sao có thể mang về hết được cơ chứ? Ngày xưa, tại một thôn làng nọ, có hai người thanh niên tên là Ân và Nghĩa, rất thân thiết với nhau như anh em một nhà. Nghĩa ơi, cậu có nhà không? Có, tôi đang luộc dở nồi khoai. Đây là... Tớ muốn giới thiệu với cậu, đây là Xuân Hương, vợ sắp cưới của tớ. Sao, cậu sắp lấy vợ ư? Cũng tình cờ thôi. Tuần trước, trên đường đi ngang chợ huyện thì tớ bất ngờ gặp Xuân Hương đang bị bọn cướp chặn đường. Tớ xông vào tả xung hữu đột, chắc bọn cướp thấy mình có vẻ liều mạng quá nên bỏ chạy. Nhờ thế mà tớ và Xuân Hương đã bén duyên vợ chồng. Cô ấy thật là xinh đẹp, cậu ta đúng là tốt số thật. Đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc tụng náo nhiệt của bà con làng xóm. Duy chỉ có Nghĩa, càng ngày anh càng thấy ghen tị vì sự may mắn của Ân. Mời anh Nghĩa ăn tự nhiên nhé. Xuân Hương khéo tay lắm, toàn những món bình thường mà qua tay cô ấy đều thành cao lương mỹ vị cả. Anh cứ nói quá, để anh Nghĩa lại chê cười vợ chồng mình. Trời, tôi đâu dám, thú thực là cả đời tôi chưa được ăn ngon thế này bao giờ ấy. Nếu cậu không chê, thì hàng ngày cứ qua ăn với vợ chồng mình cho vui. Được thế thì còn gì bằng. Xét về hình thức, tài năng, cái gì hắn cũng không bằng mình. Thế mà lại cưới được vợ vừa đẹp lại vừa đảm đang. Nếu như nàng là vợ của ta thì tốt biết mấy. Lòng ganh ghét của Nghĩa ngày một lớn hơn. Một ngày họ lại cùng nhau vào rừng đốn gỗ. Nghĩa bắt đầu ấp ủ kế hoạch hãm hại Ân. Tôi mới nghe nói có một cây vàng tâm to lắm ở trên đỉnh núi. Thật sao? Vậy chúng ta đi tìm cây đó đi. Tớ muốn may cho vợ bộ quần áo mới. Không mảy may nghi ngờ, Ân đi theo Nghĩa vào sâu trong rừng thẳm. Đường đi càng lúc càng hiểm trở. Đúng là cây vàng tâm đây rồi. Chính là lúc này. Đúng lúc đó, gió nổi lên khiến những tán lá cây vàng tâm trên đỉnh núi rung lên xào xạc. Chúng như đang kết tội hành động độc ác của Nghĩa, khiến hắn không khỏi rùng mình. Sao tự nhiên lại nổi gió mạnh như vậy? Mình phải rời khỏi đây thôi. Đừng oán hận ta, ta hứa sẽ chăm sóc vợ người chu đáo. Sau khi sát hại Ân, Nghĩa cố giữ bình thản trở về nhà để tiếp tục kế hoạch của mình. Nghĩa bị đặt ra một câu chuyện rằng Ân nghe theo lời xúi dục, nảy sinh lòng tham nên đã bỏ đi làm ăn xa, bỏ mặc Xuân Hương. Xuân Hương tìm mọi cách dò la hỏi thăm về Ân, nhưng không ai biết được tung tích của anh. Sau thời gian đó, Nghĩa thường xuyên ghé thăm động viên, giúp đỡ Xuân Hương, khiến cô vô cùng cảm kích. Một thời gian sau, Nghĩa tung tin rằng Ân đã mất. Xuân Hương buồn bã, quyết định để tang chồng trong 3 năm. Sau khi mãn tang chồng, Xuân Hương quyết định tái giá cùng Nghĩa để cảm ơn những gì hắn đã làm cho cô. 10 năm sau.
Nhờ vào sự nhanh nhạy của mình, Nghĩa đã trở thành một nhà buôn đồ gỗ giàu có và xây dựng được một cơ ngơi khang trang. Anh hãy nhìn xem cái nghiên mực này có đẹp không? Quả là rất đẹp, nhưng loại gỗ tôi vẫn dùng không làm ra được độ chất lượng thế này. Đây là gỗ gì thế? Đây là gỗ vàng tâm, loại gỗ hảo hạng đấy. Sẵn tôi đang có một lô gỗ này ở trong sườn, anh có muốn đi xem không? Gỗ vàng tâm. Từ trước đến nay, tôi đã nói là không dùng gỗ vàng tâm rồi. Sao anh còn mang nó đến đây? Nhưng đây là loại gỗ quý nhất hiện nay mà. Tôi đã nói không dùng là không dùng, lần sau đừng mang nó đến đây nữa. Chàng là nhà buôn đồ gỗ, mà cứ hễ nhắc đến gỗ vàng tâm, chàng lại có phản ứng gay gắt, trong khi đó là loại gỗ quý ai cũng thích dùng. Ta đã nói không có gì mà, nàng đừng hỏi nữa. Không, Ân ơi, đừng trách tôi. Chàng làm sao thế? Em nghe chàng gọi tên anh Ân. Dù sao ta và Xuân Hương đã cùng chia ngọt sẻ bùi hơn 10 năm rồi. Có lẽ bây giờ có nói ra sự thật, nàng ấy cũng sẽ không trách ta nữa. Dù sao anh ấy đã không thể sống lại nữa, thiếp muốn chàng thành tâm nhận tội trước mộ và xin anh ấy tha lỗi. Có như vậy thiếp mới thấy yên lòng. Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Ân ơi, tôi có tội với cậu. Chỉ vì lòng ghen tị mà tôi đã gây nên tội tày đình. Tôi xin tạ lỗi trước mộ cậu. Anh Nghĩa, chúng tôi bắt anh vì tội đã hãm hại anh Ân, chồng cũ của cô Xuân Hương. Xuân Hương, nàng tố cáo ta sao? Dù anh là chồng tôi, nhưng hành động của anh vẫn là tội ác không thể dung thứ. Anh không chỉ hãm hại một người bạn mà còn lừa gạt lòng tin của tôi nữa. Ta... Vậy là Nghĩa đã phải trả giá vì tội ác của mình. Còn nàng Xuân Hương cứ ở vậy đến hết đời, thờ phụng người chồng đã mất. Rời xa anh. Chào anh ạ. Dạ, chào giám đốc ạ. Mọi việc ổn không các bạn? Dạ, tụi em còn set up một chút nữa là xong rồi ạ. Tốt. Các em nhớ đưa người nhà đến dự tiệc cùng đại gia đình Tứ Long nha. Tuân lệnh sếp. Kính chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay. Rất hân hạnh vì sự góp mặt của các nhân viên và người thân đã tới tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Tứ Long. Xin kính mời giám đốc Hoài Long lên khai tiệc. Cảm ơn các bạn đã đưa người thân, gia đình mình tới đây hôm nay. Tứ Long có được ngày này, tất cả là nhờ các bạn. Tôi mong chúng ta sẽ mãi là một đại gia đình. Và bây giờ, chúng ta hãy tận hưởng hết mình buổi tiệc này. Hoàng hô, quá. Tiếp theo là màn trao thưởng cho những cá nhân xuất sắc của công ty. Xin mọi người hướng lên sân khấu để cổ vũ cho những thành viên ưu tú này. Danh hiệu nhân viên xuất sắc của năm thuộc về anh Phạm Minh Đạt, người đã có thời gian dài gắn bó và cống hiến cho Tứ Long. Minh Đạt, con trai của tôi đó. Tôi rất lấy làm tự hào. Xin cảm ơn lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện để tôi được phát huy khả năng. Cảm ơn những đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong công việc ạ. Kính mời giám đốc Hoài Long lên trao thưởng cho anh Minh Đạt. Phần thưởng đặc biệt này tôi xin nhờ một người rất quan trọng với tôi và Tứ Long trao giúp mình. Vâng, xin kính mời phu nhân giám đốc, chị An Vi lên trao thưởng danh hiệu nhân viên xuất sắc cho anh Minh Đạt. An Vi ư? Là cô ta. An Vi. Cô dâu của anh xinh đẹp nhất quả đất. Phải là nhất hành tinh chứ. Đúng rồi, nhất vũ trụ luôn. Sao, mẹ nói gì? Không thể như thế được.
Mẹ chỉ có một mình con là con trai, nên nhất định phải bảo vệ cho con. Sao tự nhiên mẹ lại bày đặt coi bói toán rồi nói chuyện xung khắc làm cái gì chứ? Nếu không vì đi coi ngày cưới thì đã không phát hiện ra con Vi nó xung khắc bản mệnh của con. Vợ chồng phải hòa hợp tuổi tác, số mệnh mới hạnh phúc. Đằng này thì... Trời ơi, thời đại nào rồi, mẹ còn tin ba cái chuyện vớ vẩn. Mọi thứ con đã chuẩn bị hết rồi, còn gia đình An Vi nữa. Đã không có tướng vượng phu ích tử, lại còn sát chồng nữa. Không phải con á, thì đứa nào sau này lấy nó cũng sự nghiệp đổ bể, gia đình tan nát. Rồi con xem. An Vi, An Vi. Đạt, con không nghe lời mẹ. Mẹ tự tử cho con coi. Đạt, con phải suy nghĩ tới tương lai của mình. Đừng vì phút nông nổi của tuổi trẻ mà đạp đổ tất cả. Nếu con vì con bé đó mà bỏ đi thì không bao giờ con được gặp mẹ nữa đâu. Vi, An Vi. Cô ta. Sở dĩ phần thưởng cao quý nhất tôi muốn vợ mình đích thân trao thưởng cho nhân viên là bởi nhờ có cô ấy, tôi và các bạn mới có một thứ lòng của ngày hôm nay. Nếu không phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngày ấy... Giám đốc ơi, kho hàng cháy hết rồi. Mình đối tác đang dục giả chúng ta về lịch giao hàng, chắc họ đang gọi cho anh đấy ạ. Cô gái đó chính là vợ tôi, An Vi. Nhờ duyên phận này, tôi đã được ba cô ấy, người thợ may tài hoa, đã cùng những cộng sự của mình giải cứu Tứ Long khỏi đơn hàng đang tới hạn. Mời anh Minh Đạt, nhân viên xuất sắc của công ty, nhận phần thưởng và kỷ niệm chương từ chị An Vi, phu nhân của giám đốc. Cảm ơn chị. Mẹ sai rồi. Hai tháng rồi mà mới chỉ bán được có mấy bộ. Lẹt đẹt thế này thì bao giờ mới thu hồi lại vốn đây? Alo. Linh ơi, ship cho chị một quần jean size 27 và một áo sơ mi kẻ cỡ S, vẫn địa chỉ cũ nha. Vâng, chịu em ship nhé. Mà lâu lắm mới thấy chị mua hàng. Ừ, ai bảo em bán toàn hàng đẹp, mặt mãi chả rách. Chị đùa chút cho vui thôi. Dù thế nào, chị vẫn trung thành và ủng hộ em dài dài. Vâng, em cảm ơn chị. Chị có bạn bè nào giới thiệu giúp em với nha. Nhất định rồi, thế nhé. Lại sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Xuân đến đó hả? Bà chủ đang làm gì thế? Dạo này cậu buôn bán thế nào, ổn chứ? Chẳng ăn thua cậu ạ. Chỉ có vài khách quen thi thoảng còn mua lại, còn khách mới thì ít, thành thử chỉ đủ sống qua ngày thôi. Còn cậu? Tớ vẫn đều đều thế thôi. Tớ mới thuê thêm hai em sinh viên làm bạc tham. Giờ chỉ đi chọn mẫu hàng rồi chụp ảnh lên các diễn đàn với fanpage thôi. Cậu giỏi thế, có bí quyết nào không? Bày cho tớ với. Cậu cứ nhập hàng rẻ, chất xấu mà bán. Chụp ảnh thì chụp hàng đẹp hoặc là lấy ảnh trên mạng. Còn khi ship thì là loại khác, cùng mẫu mã, lời gấp 3-4 lần đó. Hả? Không được đâu. Với lại, nhỡ khách họ phát hiện ra rồi đòi trả hàng thì sao? Ôi trời, cậu cứ lo xa. Mình bán hàng online, lợi ở chỗ khách không xem được hàng nên chẳng biết thật giả thế nào. Nếu họ nói lại thì bảo tiền nào của nấy. Với lại quần áo cũng na ná nhau, không để ý hết được đâu. Cậu nói cũng đúng, nhưng lần sau họ không mua nữa thì sao? Không có khách này thì có khách khác lo gì? Chứ như cậu bán toàn chất đẹp, giá thì cao, không phải ai cũng mua được thì khó lắm, lãi chẳng được là bao. Mới ngày nào hai đứa cùng bắt đầu bán hàng, mà giờ cậu ấy đã mua được xe, thuê hẳn một cái chung cư để ở. Còn mình thì... Linh sao thế? Đi ăn thôi, hôm nay tớ mời. Hay là mình thử lấy vài cái về bán xem sao? Được thì được, không được thì thôi, cũng chẳng mất gì. Quần áo giá rẻ đây, 20.000 một chiếc đây. Mua đi, mua đi.
Mua quần áo đi em, vừa rẻ vừa đẹp đây. Tất cả đều 20.000 đồng hả chị? Ừ, nếu em lấy nhiều thì chị lại giảm giá thêm cho. Lấy đồ này về giặt sạch, rồi là phẳng thì chẳng ai biết. Toàn mẫu mới ra đấy em ạ. À, vâng, chị cho em mỗi mẫu 3 chiếc, đủ màu sắc và size nhé. Ừ. Có khách đặt hàng rồi. Không ngờ lại bán nhanh đến vậy. Lâu nay mình cứ làm ăn thật thà, dại quá. Alo. Bạn ơi, áo 60.000 còn không? Mình muốn lấy mấy cái. Còn bạn nhé. Ừ, mà chắc thế đẹp không vậy? Chắc cũng được bạn ạ. À, mình bán số lượng thôi, chứ lãi ít lắm. Mà phải nhập số lượng lớn về thôi, nợ nhiều đơn hàng quá rồi. Em có phải là Linh bán quần áo không? Vâng, em đây ạ. À, em xem đi, áo của em chẳng khác gì cái vẻ lao cả. Em làm chị thất vọng quá. Em xin lỗi chị, chắc là do lúc đóng hàng em đóng nhầm. Để em đổi lại sản phẩm khác cho chị ạ. À, nếu là nhầm thì không sao, bán hàng mà không có tâm thì chẳng tồn tại được lâu đâu. Vâng ạ, à, mong chị thông cảm. Xuân à, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây. Việc tớ bán hàng nhái kém chất lượng ấy, bị khách phát hiện, đã đăng lên tất cả các diễn đàn rồi. Họ nói nếu như tớ không bồi thường sẽ kiện. Cậu có tiền không cho tớ vay ít? Không tớ, tớ chết mất. Cậu cứ bình tĩnh nhé, để tớ xem có bao nhiêu rồi tớ mang qua cho. Ừ, cảm ơn cậu, để tớ gọi hỏi mọi người nữa. May mà mình mới bán ít thôi, chứ không thì... Thôi, từ nay chừa, không dám bán kiểu này nữa. Bộ ảnh để đời. Tấm này được đây. Nè, mấy giờ cậu mới đến thế? Đợi một lát, tôi đang đến đây. Ở đây nè. Chà chà, cuối cùng cũng chịu nghe lời tụi này. Thay cái máy cũ kia đi, cái này phải gần 100 triệu chứ ít à. Ê, đã đam mê thì tiếc gì tiền chứ. Cứ dùng cái máy tạm tạch kia thì đời nào mới khá lên được. Ừ, ba ơi, ba cho con vay ít tiền được không ba? Vài hôm nữa khách trả tiền chụp rồi con trả lại ba. Con lại sắm đồ chụp ảnh nữa hả? Ừ, chẳng là cái máy hiện tại con đang dùng không tốt ba ạ. À, con đổ bao nhiêu tiền vào mấy tấm ảnh cả chục năm rồi mà đã có thành quả gì đâu. Sao không tìm một việc mà con làm được ấy? Con sửa máy móc rất khá mà. Ba thật là, ba phải hiểu là thành công không bao giờ đến dễ dàng cả, phải bỏ ra rất nhiều thời gian và đầu tư nhiều công sức mới được ạ. Ba biết, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng. Thôi được rồi, ba sẽ cho con một cơ hội nữa để xem mình có phù hợp với nghề nhiếp ảnh không. Nhưng đốt lần này thôi đấy. Có máy ảnh mới rồi, cậu phải tham gia cuộc thi của Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế sắp tới chứ hả? Giải thưởng lớn lắm đấy. Có chứ, nhưng tớ chưa nghĩ ra đề tài gì. Đề tài chỉ là một chuyện, ảnh muốn chất lượng thì việc xử lý sau khi chụp cũng quan trọng lắm. Giá mà có cả cái studio thì tốt. Nè, các cậu có biết tài họa không? Chụp ảnh cũng không phải dạng xuất sắc, nhưng mà nhờ mở cái studio mà đạt mấy giải thưởng lớn rồi đấy. Ừ, vậy á. Ai như cậu, tiềm năng hơn đức tài hòa mà đến giờ vẫn chưa được ai biết đến. Đó là vì chưa có sự đầu tư. Bây giờ máy xịn có rồi, sao không nhân đà này làm ảnh một lần đi? Còn lâu tới mới chịu thua tài hòa ấy, để tôi tính. Ừ, ba, mẹ, con tính thuê một cái studio nho nhỏ. Con lại cần tiền nữa hả? Ba mẹ không có tiền đâu. Ừ, con chỉ muốn đầu tư cho đến nơi đến chốn thôi. Hay ba mẹ bán nhà đi, rồi mua căn chung cư cho đỡ phải leo trèo. Tiền còn lại dư sức làm một cái studio mà. Chuyện đấy mà con cũng nói được à? Nhà này của ông bà để lại không bán chát gì hết. Sao bà không bao giờ chịu ủng hộ con cơ chứ? Bạn bè con đứa nào cũng được ba mẹ động viên, trong khi ba thì... Vì những yêu cầu của con quá vô lý.
con đừng có suốt ngày a vua theo đám bạn làm mấy trò vô công rỗi nghề đó nữa. Sao bà lại xúc phạm công việc của con chứ? Bà không giúp con thì thôi, con đi vay người khác. Vay được ai thì vay, còn không có tiền trả đừng có về bắt vả ba mẹ. Con không thèm, cái nhà ngột ngạt như thế này con cũng không muốn về nữa đâu. Hùng à, mẹ vừa nói chuyện với ba con, chuyện con mở studio gì đó, từ từ rồi ba mẹ tính cho con nha. Ba lúc nào cũng thế, không chịu hiểu cho đam mê của con. Ba chỉ muốn tốt cho con nên mới nói như vậy thôi. Mẹ à, mẹ nói với ba giúp con đi, con đầu tư lần này chắc chắn sẽ thành công, rồi con có tiền sẽ mời ba mẹ đi du lịch nước ngoài luôn. Mẹ chỉ cần con thành công là ba mẹ mừng lắm rồi. Lang thang khắp nơi mà vẫn chưa nghĩ ra chụp cái gì. Hạn nộp bài dự thi sắp đến rồi. Tôi mỏi chân quá rồi, ngồi nghỉ một lát đã ông ơi. Ừ phải đấy. Ba đuổi con đi. Chạy từ từ thôi, kẻo ngã đó con. Bọn trẻ tuổi này là đáng yêu nhất đây. Chả bù với khi lớn lên phải lo lắng cho chúng đủ điều. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái tụi nó đã lớn rồi lập gia đình, còn chúng ta thì cũng chớp mắt là đã già rồi. Chớp mắt một cái đã già, chớp mắt một cái. À, mình nghĩ ra rồi, mình sẽ chụp một bộ ảnh thể hiện cuộc đời con người trôi qua chỉ trong nháy mắt. Bộ ảnh khá ổn rồi, nhưng sao mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tiền điện nước tháng này lại tăng rồi ông ạ. À, lấy lương hưu trả thì tiền sinh hoạt chẳng còn bao nhiêu. Mỗi khi còn có tiền tiết kiệm hàng tháng, nhưng vừa rồi phải rút ra đưa cho thằng Hùng mua cái máy ảnh nên mới vậy. Chuyện nó muốn mở cái studio gì đó tôi suy nghĩ lắm bà. Tôi không muốn bán căn nhà gắn bó bao năm. Tôi cũng không đành lòng. Không bán thì thằng Hùng nó cứ nặng nhẹ, đến cuối đời rồi mà căn nhà thân thuộc cũng không còn. Trời ơi, bà đi từ từ thôi kẻo ngã đấy. Rõ ràng là ngày nào cũng nhìn thấy ba mẹ, vậy mà mình lại không hề nhận ra họ đã già đi nhiều như thế. Có phải mình quá vô tâm không? Chỉ một cái chớp mắt chúng ta đã già cả rồi. Ba, mẹ, con xin lỗi, ba mẹ vất vả quá rồi. Thôi, lần này không được giải, lần sau lại cố gắng vậy. Cậu có phải tác giả bộ ảnh này không? Vâng, chính là tôi. Tôi là nhà sưu tầm ảnh. Tôi rất hứng thú với tấm ảnh này. Nó là nét trầm của cả bộ ảnh. Nó như nói lên sự hy sinh cả đời của cha mẹ cho con cháu. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn phải tự lo cho mình trong nọ. Tôi muốn mua lại bộ ảnh này, ý cậu thế nào? Cảm ơn ông đã đánh giá cao bộ ảnh này, nhưng tôi sẽ không bán đâu. Hả? Vì sao chứ? Tên của bộ ảnh là Một cái chớp mắt. Tôi sẽ lưu giữ nó để nhắc nhở bản thân mình. Tôi không muốn sau một cái chớp mắt nữa, tôi sẽ ân hận suốt đời vì chưa kịp làm gì cho bố mẹ của mình. Chào mọi người, tôi tới lấy máy in. Máy của tôi xong chưa? Dạ xong rồi chú ạ. Ôi trời ơi, bộ ảnh đẹp quá. Chú nói ảnh nào cơ? Bộ ảnh kia kìa, tôi không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng vẫn thấy nó đẹp. Bộ ảnh để đời của cháu đấy chú ạ. À. Chiếc áo sờn rách của cha. Vậy là đã được hơn 15 năm, kể từ ngày mình bỏ hai cha con tôi ra đi. Từ đó đến nay, tôi cố gắng ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhớ lại chuỗi ngày đó, cũng cực khổ lắm mình à. Hey,
con ăn đi, lấy sức mà học. Sau này con lớn, nhất định con sẽ thành đạt và kiếm thật nhiều tiền để ba đỡ khổ ba nha. Thằng quỷ này. Ba nghe nè con. Ba à, đợt này con có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường đại học đó ba. Ôi trời ơi, ba rất tự hào vì con. Bao giờ trường tổ chức khen thưởng, ba lên tham dự được không? Dạ, ở trên này con tự lo được mà. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba biết rồi, không phải lo cho ba. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng thể đi dự buổi họp nào ở trường của con hết. Chắc thằng bé thương tôi đường xa xa xôi, không lên được đây mà. Bác ơi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Chắc bác vội quá nên mặc quần áo trái rồi kìa. Trong nhà ga có nhà vệ sinh ở đằng kia kìa, tàu chưa có chạy, bác đi thay đi vẫn còn kịp đó bác. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ để mặc tôi. Chẳng lẽ mốt năm nay là áo trái lại thịnh hành? Đấy, tôi đã bảo với bác rồi, người đâu mà gàn dở thế chứ. Ôi trời ơi. Xin lỗi bác. Vâng, không sao, là lỗi của tôi mà. Bác à, vừa nãy cháu pha phải bác, bác có sao không ạ? Tôi không sao, mai của anh nhặt giúp tôi số hoa quả này, không thì hỏng hết. Bác à, bác lên thành phố thăm họ hàng phải không ạ? Vâng, tôi lên dự lễ trao thưởng ở trường đại học thằng bé nhà tôi. Hôm nay nó được đón danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện đấy. Nhưng bác ơi, giữa buổi lễ trang trọng đó, có lẽ bác không để ý bộ quần áo của bác. Nhưng cậu cứ mặc tôi, đó là tôi cố ý đó. Cố ý mặc quần áo trái ư? Chẳng giấu gì cháu, ở nhà bác có mỗi bộ quần áo này là tử tế. Bác mặc quần áo trái trên đường đi, khi nào tới gặp con thì mới lộn ra mặc lại. Như thế trang phục sẽ luôn được sạch sẽ tinh tươm. Bác lên thăm nó, không thể để cho em nó khó chịu, xấu hổ được. Nhưng mọi người ai ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ, bác không cảm thấy khó chịu sao ạ? Chuyện nhỏ ấy mà. Bộ quần áo này bác mua từ khi con trai đổ cấp 3 trường chuyên ở trên huyện. Trước đây mỗi lần lên huyện thăm con, bác vẫn mặc trái nó suốt quãng đường đi, để xuất hiện với bộ dạng tươm tất nhất trước mặt con, nên nó cũng quen rồi. Bác à, thì ra câu chuyện ẩn đằng sau bộ quần áo trái lại xúc động đến vậy. Thôi chào cháu, bác đi đây. Vâng, chào bác. Đúng là điểm xe buýt này gần trường của con rồi. Mình phải tìm quanh đây xem có nhà vệ sinh công cộng nào để thay bộ quần áo này thôi. Đúng là thằng Tuấn nhà mình kìa. Chúc mừng em, sinh viên xuất sắc Lê Thanh Tuấn. Chắc hẳn để có được thành tích này, em đã có sự hỗ trợ tốt nhất của gia đình mình, đúng không? Em có một người ba rất nhân hậu, tốt bụng và yêu thương em vô điều kiện ạ. Ôi trời ơi, thằng nhỏ này. Khi nào người ta giới thiệu đến tên, mình bước lên sân khấu, chắc thằng nhỏ bất ngờ lắm đây. Ba em làm giám đốc của một xưởng gỗ ở quê ạ. Tuy cuộc sống khá giả, nhưng ba luôn răn dạy em phải là người xứng đáng cho xã hội. Ngày hôm nay, ba em rất bận nên không có tham dự được buổi lễ ạ. Giám đốc xưởng gỗ ư? Mình có lẽ mình phải về thôi. Là ba ư? Ba, sao ba lại lên đây? Sao không gọi trước cho con?
Ba lo cho con nên mang ít rau và trứng lên cho con tẩm bổ. Ba định đi ngay đây. Ba, bộ này ba đã mặc mấy năm rồi. Ở đây là thành phố lớn, người ta ăn diện lắm. Ba về nhanh đi, không bạn con lại nhìn thấy. Tại ba đi vội quá nên không kịp chuẩn bị quần áo. Lần sau ba lên ăn bằng tôm tất chút đi ba. Con lỡ nói với mọi người ba là giám đốc xưởng gỗ rồi. Này cậu, cậu có biết không, ba cậu lên đây thăm con vì không muốn cậu mất thể diện nên đã mặc quần áo trái trên suốt đường đi đấy. Thầy biết ba em sao? Ông ấy tình nguyện hy sinh lòng tự trọng của bản thân để giữ mặt mũi cho em. Có mỗi bộ quần áo lành lặn, bao nhiêu năm trời đi thăm con cứ mặc nguyên bộ quần áo trái để đến khi xuất hiện trước mắt em với bề ngoài tươm thất. Vậy mà em đã không biết những điều cha mình đã làm cho em, còn mở miệng chê bai bộ đồ này không sành điệu, không thời thượng. Ba, có phải như thế không ba? Không sao đâu con, chỉ cần con đầy đủ hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Con xin lỗi ba, con thật ích kỷ. Ôi thằng bé này, lớn rồi còn khóc nhẹ cái gì, bạn bè thấy lại cười cho.